Vâng, xin được gửi lời chào đến toàn thể các anh em. Thì hôm nay em xin phép giới thiệu đến toàn thể anh em một cái video giới thiệu về bộ dàn di K07 nhá. Loại dàn di dã chiến dành cho quân đội. Đó là bộ dàn di chiến sĩ K07, một loại quần áo đời cũ, siêu bền và cực kỳ là chất lượng. Thì ở những video trước thì em cũng đã giới thiệu đến toàn thể các anh em những cái mẫu quân phục của quân đội, ví dụ như là bộ K07 này, bộ dàn di Nano K17 hoặc là bộ dàn di đặc công nhá, loại dàn di da báo. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu tập trung về cái mẫu K07 hàng zin này cho toàn thể các anh em. Hàng này thì nó đã không còn sản xuất nữa nha bác nhá. Bây giờ thì nó chỉ còn sót lại hoặc là nó còn ở những cái tổng kho, có những cái bộ còn lại thôi. Hàng thì nó cũng khá là hiếm đó. Kiếm mãi mới được tầm độ mấy chục bộ đây để phục vụ tất cả anh em. Thì cái hàng này thì được sự tin yêu và sử dụng rất là nhiều của các anh em nhé. Vừa rồi anh em lấy rất là nhiều. Và hiện tại thì em đang có đủ cỡ từ số 3 đến số 6 nhé. Anh em nào nhỏ người thì dùng số 3. Còn anh em nào lớn người, cao to đẹp trai và hơi mập mạp thì chúng ta dùng số 5, số 6 nhé. Đó. Và hay hơn nữa đó là cái bộ quần áo này, riêng với cái hàng quân nhu thì nó cái phần nới cạp nó có thể điều chỉnh bụng được. Ví dụ bụng chúng ta nhỏ thì chúng ta thu lại cạp, còn bụng chúng ta to thì chúng ta giãn ra. Còn hàng này là hàng chuẩn zin, đảm bảo yêu cầu cho tất cả các anh em. Và xa hơn kia là mũ nhá, là mũ mềm, dạ, mũ mềm để phục vụ tất cả các anh em nào yêu thích. Các bác nào muốn sử dụng mũ rời thì em cũng sẽ gửi mũ cho các bác. Giá thì rất là đẹp thôi. Chúng ta mua một cái mũ này làm quà tặng quà biếu rất là đẹp. Và kể cả những cái bộ quần áo này cũng thế, anh em dùng làm quà tặng quà biếu cũng rất là ok. Đấy, chúng ta mặc đi làm này, mặc đi chơi, mặc đi rừng, đấy, mặc đi săn bẫy rất là đẹp. Đi chợ, đi buôn bán nó cực kỳ là bền luôn. Về mùa hè thì cái chất vải dày nó cũng không nóng đâu, nó mát, nó thấm hôi rất là tốt. Về mùa đông thì nó mặc nó khá là ấm áp đấy, bởi vì chất vải dày mà nó giữ nhiệt tốt hơn. Đấy, đây là cái mũ mềm này. Này, mũ mềm này là mũ mềm của sĩ quan nhé, cực kỳ là mềm luôn. Đội lên đầu thì cực kỳ là thoáng mát. Khi anh em mua mũ thì sẽ được tặng một ngôi sao này. Đấy, anh em thấy ạ, sao rất là đẹp luôn. Đây này, các bác thấy, đây là sao này. Đó, sao này nha. Anh em có nhu cầu mua lẻ sao thì cũng được, nhưng anh em mua mũ là em sẽ tặng luôn một cái ngôi sao như này. Và nếu mà anh em mua đầy đủ tất cả đấy, thì sẽ khuyến mại một ngôi sao nữa để anh em về anh gắn vào mũ cối hay gắn vào cái gì thì gắn nhé. Đó. Đây, chất vải thì cực kỳ là đẹp này. Đấy, nó màu nó hơi cũ cũ này, bởi vì treo lên nó hơi bám bụi một chút. Về chúng ta giặt đi cái là chất vải nó mềm, mặc là nó cực kỳ là lì luôn. Và nó không bị sờn nhá, không bị xù, bởi vì đây là hàng zin, hàng cấp phát zin luôn. Đấy, đảm bảo cho anh em một điều như vậy. Đấy, các bác có thấy này, phù hiệu quân đội này, phù hiệu quyết thắng của quân đội. Và đây là cái phù hiệu ở phần vai. Đây, phần vai đây nó là phù hiệu của quân đội nhân dân Việt Nam này. Đây, nhìn cái chất vải này, thấy chưa, cực kỳ là dày dặn và lì nhá. Anh em nào qua lính rồi thì cũng rất là hiểu rõ về cái bộ K07 này. Cái K07 ở đây có nghĩa là sao? K07 là K, nó là kiểu mẫu, còn 07 nó là cái phần quy định cái năm sản xuất. Nó là mẫu này sản xuất năm 2007 nhá. Bây giờ thì nó thay thế bằng cái bộ K17 rồi, nó không còn sản xuất nữa, nó chỉ còn tồn động lại một số cái sản phẩm ở tổng kho hay là một số đơn vị nào người ta không còn nữa, em là thu gom được. Đó, giới thiệu để phục vụ tất cả các anh em yêu thích đồ lính hoặc yêu thích sử dụng cái bộ này thì cứ liên hệ trực tiếp với em theo hai đầu số điện thoại bên dưới, lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ tất cả các anh em nhé. Đó, nó chất thì nó cực kỳ là bao đẹp luôn. Đó, đây, nhìn rất là đẹp. Đây, treo quảng cáo đâm ra là nó hơi bụi bặm một tí, nhưng mà anh em yên tâm là hàng mới tinh luôn, chưa có ai mặc vào đâu. Đó, hàng zin, hàng chuẩn luôn. Và chia sẻ thêm đó là nếu mà anh em thích những cái bộ đã qua sử dụng rồi thì cũng alo em nhé. Hàng đấy qua sử dụng rồi cũng có, để anh em có thể mua về để đi lao động cực kỳ là hay, hoặc là các công ty nào có thể mua để cho công nhân làm trang phục lao động rất là tốt. Đó, anh em cứ liên hệ trực tiếp, sẵn sàng phục vụ tất cả anh em luôn. Cái đồ mà để mặc lao động ấy thì giá nó cực kỳ là rẻ thôi, Còn đây là hàng zin, hàng mới tinh luôn thì nó sẽ đắt hơn nhé. Anh em lưu tâm hộ em như vậy. Thì cũng là một cái video ngắn thôi, giới thiệu cho toàn thể các anh em về cái mẫu dàn di dã chiến này, K07 này, dành riêng cho chiến sĩ, phục vụ tất cả các anh em. Đó. Thì em cũng xin phép kết thúc video tại đây thôi. Cảm ơn tất cả các anh em đã quan tâm và theo dõi nhé. Các bác xem thấy hay, thấy hữu ích thì hãy cho em xin một like cũng như một đăng ký kênh để giúp shop em càng phát triển hơn. Và các bác nhớ đăng ký kênh và bấm vào chiếc chuông nhé, để có những cái video nào giới thiệu những cái sản phẩm hay hữu ích thì nó sẽ hiển thị lên điện thoại hay máy tính của các bác. Đấy. Em xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.